Hello. Không có hả? Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Chui ra. Ui. Rồi, quỳ luôn hả? Dơ rồi. Ba cho Nam đánh răng đi. Mẹ đi rửa chén cái xong rồi. Mẹ dẫn Nam ra biển chơi nha. Chịu không? Nó dơ quá hả? Rồi phủi chân nữa kìa. Cái đầu gối con á, chỗ đầu gối con á, chỗ gối gối con kìa, nó không có thấy dơ hả? Đây nè, đây nè, nó dơ quá nè. Mẹ phủi hả? Rồi mẹ phủi rồi.